Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em và các bác đã tiếp tục truy cập vào kênh YouTube của Minh Nhật Audio. Và hôm nay thì Minh Nhật Audio tiếp tục lên sóng cho anh em và bác rất là nhiều cái mẫu dây tín hiệu của Nhật. Đấy, hôm nay thì chủ yếu sẽ lên cho anh em dây Nhật anh em nhé. Hôm nay thì có cả những cái mẫu dây chưa tới 200.000 đồng anh em ạ, nhưng mà cực kỳ ngon luôn. Để mà nói thì vừa ngon vừa bổ vừa rẻ luôn, thì hôm nay cũng có luôn cho anh em. Đấy, ngoài những mẫu dây Hitachi bản Nhật ra thì hôm nay có cả dây Mỹ cho anh em này. Dây Monter của Mỹ này giá chỉ có hơn 200.000 đồng một chút thôi, 230.000 đồng một bộ dây AV Monter của Mỹ. Hay là những bộ dây mic này, hôm nay dây mic mic cũng có cho anh em mà. Dây súp cũng có luôn cho anh em và bác này. Dây cắm từ vang xuống âm ly cũng có luôn cho anh em. Hay là từ vang xuống đẩy cũng có luôn. Hay là những bản dây Hitachi bản Subiel, dây bản to anh em nhé, dành cho những dàn loa sân khấu, những dàn loa khủng hôm nay cũng có luôn cho anh em. Nhưng mà giá cũng chỉ dao động từ 200 cho đến 300.000 đồng thôi. Đấy. Đấy, ok, sẽ không làm mất thời gian của tất cả anh em và các bác nữa, lên sóng luôn cho anh em những cái mẫu dây Hitachi bản mini. Đây là những mẫu dây Hitachi bãi Nhật. Đấy, em thể nhìn. Đây là những mẫu dây, dây này thì nó nhỏ thôi anh em nhé. Đây là dàn nhỏ thôi. Đấy, dây nhỏ dành cho âm ly cổ. Anh em nào mà các bác nào đang sử dụng những âm ly cổ, âm ly đời sâu đấy ạ, mà sử dụng những jack mini này anh em này. Đấy, đây là jack Monter, jack bãi Monter này, cực kỳ đẹp luôn. Anh em nhìn rắc bãi mà nhìn rắc nó còn rất là mới, còn rất là xịn đây. Em nhìn rắc mini em nhé, anh em để sát không bao giờ sợ chạm nhau. Em thấy không ạ? Để sát không bao giờ sợ chạm nhau. Và rất nhiều anh em có khi nhìn nhận, có khi đặt cái dây này xong, có khi nhìn xong nhiều anh em chê bé đúng không ạ? Thì em để sâu luôn cho anh em nhìn cái lõi của nó. Cực kỳ đẹp luôn anh em nhé. Giá chỉ có 190.000 đồng một cặp. Đây anh em nhìn cái lõi đây. Cái lõi của nó đây. Tuy dây, tuy là cái vỏ của nó nhỏ thôi nhưng mà anh em nhìn cái lõi đẹp không? Đây, lõi đồng mạ bạc tơ, lớp chống nhiễu rất là dày dặn. Đây này thì nó có hai lõi, lõi đồng mạ bạc này. Đấy, cái bản này thì nghe cực kỳ sáng tiếng. Anh em và các bác nào mà nghe nhạc bolero, nhạc vàng, nhạc trữ tình, chống nhiễu cực kỳ tốt, nghe cực kỳ sáng tiếng, nghe tách bạch chi tiết. Đây. Đấy, và anh em nào thích chữ thì có chữ luôn cho anh em bác chữ. Cái bản dây này thì nó hơi nhỏ. Đây, sẽ sâu cho anh em nhìn cái chữ này. Đây đây đây, cái chữ của nó rất là nhỏ, chữ mini luôn đấy. Đây anh em thể nhìn chữ Hitachi ở đây. Đây, em sẽ quay cho anh em nhìn đúng chữ Hitachi luôn. Đây. Đấy, chữ nghĩa. Đây 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 đây. Chữ của nó rất là nhỏ, không biết anh em có nhìn thấy không. Đây em sẽ lấy cho anh em nhìn. Anh em chữ Hitachi không ạ? Đấy, mà dây này cực kỳ mềm anh em, bản này rất là mềm. Bản này rất là mềm. Tuy nó hơi nhỏ một chút thôi, nhưng mà nhỏ lại có võ anh em nhé. Nhỏ lại có võ. Đấy, đây. Đấy, giá chỉ có 190.000 đồng một bộ như thế này, miễn phí vận chuyển cho anh em và các bác. Đấy, nếu mà anh em và các bác nào thích to thì đây em có bản to cho anh em. Bản to của Hitachi, bản jack kim cương giá 250.000 đồng một bộ. Đấy, đây. Đây bản to đây ạ. Bản to, bản nhỏ đây. Vẫn là dây Hitachi thôi anh em nhá. Đây bản này bản 250 này, bản này là bản 190. Đấy, hôm nay thì lên sóng cho anh em cả những cái bộ dây nhỏ nữa. Rất nhiều anh em hỏi dây nhỏ nên là hôm nay em mới lên sóng cho anh em. Đấy, còn anh em là thích to, thích đẹp, thích bãi đẹp, giá thực ra giá 250 thì cũng rất là rẻ rồi để anh em sở hữu một bộ dây Hitachi bãi Nhật. Đây. Đấy, đây chữ nghĩa đàng hoàng. Anh em nhận hàng kiểm tra và thanh toán, chắc chắn là dây to thì lõi sẽ to hơn rồi. Dây này thì em đã lên sóng cho anh em rồi. Đấy, bản này là bản Hitachi jack kim cương anh em nhé. Bản Hitachi jack kim cương giá là 250.000 đồng một bộ, miễn phí vận chuyển cho anh em bác jack kim cương đây này. Đấy, em còn có các bản jack thường cơ. Bản jack thường là bản này này. Bản này là bản 220 này. Đấy, bản jack thường thì nó không có kim cương. Đấy, chất lượng nó như nhau thôi anh em nhé. Bản kim cương nó to hơn một chút, rắc có đen. Đấy, chất lượng thì như nhau. Đấy, bản kim cương cái bản rắc mạ nó sáng hơn đúng không ạ? Anh em nhìn mạ nó sáng hơn. Đấy, chất dây thì như nhau. Anh em yên trí yên tâm về cái chất dây. Bên em lúc nào cũng chỉ muốn gửi đến anh em và các bác những cái mẫu dây bãi Nhật xịn, chất lượng tốt nhất. Đấy, giá thành lại phải chăng như cái bộ dây Canon cái da V như này, để từ vang xuống âm ly giá chỉ có 220.000 đồng một bộ. Đấy, 220 bộ.
Đấy, có đúng cái bản kim cương này thì nó nhỉnh hơn một chút này. Bản kim cương này là 250 này. Đấy, hay là những bộ Canon Đực Gia V thì giá cũng chỉ 220.000 đồng một bộ. Canon Đực Gia V để anh em cắm từ lọc xuống vang. Đấy, từ lọc xuống vang. Lọc xì đấy ạ. Đấy, hay là những bộ Canon Đực Cái. Canon Đực Cái, Canon Đực ra Canon Cái để anh em cắm từ vang xuống đẩy. Đây, tất cả đều là giắc xịn. Dây bãi Nhật. Đấy. Dây to dây đẹp luôn anh em nhé. Nhiều anh em có cái nhìn trên này thì anh em không biết so sánh nhưng để như này anh em biết ngay là to nhỏ này. Đấy, bản nhỏ chỉ có 190 và bản to là 220 anh em nhé. Đấy, bản to là 220. Đấy, còn anh em nào muốn to hẳn nữa, anh em nào chơi dàn sân khấu mà muốn chơi cho em cái bản Subeo này, Hitachi bản Subeo cực kỳ khủng luôn anh em nhé. Dây màu đen, dây to. Đấy, đánh dàn sân khấu, đánh loa to thoải mái luôn. Đây là bản Subeo rắc AV carbon của Hitachi. Bản này thì là 350 cho một bộ này anh em nhé. Anh em nào ưng mẫu sản phẩm nào, anh em có thể chụp ảnh làm màn hình gửi trực tiếp qua Zalo cho em. Đấy, ví dụ anh em ưng bản kim cương này chẳng hạn đi, đúng không ạ? Anh em ưng bản kim cương này anh em chụp ảnh lại màn hình, giá là 250. Bản Subeo của Hitachi, Hitachi bản Subeo bản to. Đấy, do em đặt tên cho nó là Subeo thôi vì nó là dây to. Đấy, anh em nhớ nhé, dây to màu đen, giá là 350. Đấy, hay là bản Hitachi bản mini này dành cho âm ly cổ này, giá là 190 này. Đấy, anh em ưng mẫu sản phẩm nào anh em cứ chụp ảnh lại màn hình cho em. Đấy, hay là những mẫu Canon hai đầu Canon Đực Cái này, giá 300 này. Đấy, hai đầu Canon Đực Cái bản Subeo giá 300 này anh em này. Đấy, bản to, bản này to nhiều. Đây anh em thể so sánh đây, em so sánh cho anh em nhìn luôn. Đây, nó còn to hơn, to gấp đôi luôn đi chứ. Anh em thấy không ạ? Đấy. Chất lượng thì nó như nhau thôi, nhưng qua lõi nó to hơn, dây nó chắc hơn. Đấy, đây bản này là 300 này. Hay là bản Canon Cái Gia V. Canon Cái Gia V, dây to anh em nhá, giá 350. Canon Cái Gia V, Canon Đực Gia V đều là 350. Dây này thì nó cực kỳ lên bằng cả ba giải luôn, dây riêng bản to này. Đấy, bản to này thì nó cũng rất là mềm rồi. Anh em nhìn, rất là mềm, bóng. Riêng những cái mẫu dây này anh em yên tâm không bao giờ sợ chuột cắn. Đấy, chuột mà cắn những cái dây này nó gãy răng luôn vì rất là dai. Dai ngoách luôn. Dây bãi mà. Dây bãi mà. Đấy, nó hết cái mùi mới rồi. Đấy, nên là chuột nó không bao giờ nó cắn những cái dây này. Đấy. Đây, tiếp theo lên cho anh em ít dây mic. Dây mic không dây. Đấy, hai đầu 6 ly vuông của Hitachi, giá là 250 cho một sợi này, dài 1 m. 6 ly vuông anh em nhé. Anh em kê vào kệ, anh em chơi 6 ly vuông cho em. Cực kỳ tiện mà nó không bao giờ bị gãy. Đấy, còn anh em này để ngoài thì anh em chơi 6 ly thẳng thôi. Đấy, 6 ly thẳng, giá cũng là 250. 6 ly vuông 250 và 6 ly thẳng đều là 250 hết anh em nhé. Dây như nhau. Đấy, đây, có cả rắc đỏ, rắc đen này. Anh em thích màu nào chụp ảnh lại màn hình cho em. Đấy. Ok, tiếp theo đến là dây súp này anh em này. Dây súp điện. Đấy, cắm từ vang ra súp điện. Đấy, cắm từ vang ra súp điện. Dài 2 m. Ngoài ra anh em và các bác nào cần dài hơn, như kiểu 2 m thì này thì lại đang là giá là 250.000 đồng. Ngoài ra anh em nào cần 3 m hay là 4 m, 5 m thì ấy, thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với Minh Nhật Audio. À, bên em thì có thể DIY cho anh em mọi cái độ dài tùy thuộc theo cái sở thích, theo cái nhu cầu của anh em, đúng không ạ? Như ví dụ dàn nhà của anh em nó mà rộng quá, anh em để súp nó xa thì anh em cần dài hơn ấy, thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với em. Số điện thoại thì em có ghi ở ngay trên màn hình rồi đấy ạ, Minh Nhật Audio và kèm theo số điện thoại đấy ạ. Đấy, ok, giá 250 cho một sợi dài 2 m anh em nhé. Hay là dây mic. Đấy, anh em mà các bác nào mà không chơi mic không dây thì anh em có thể chơi mic có dây cũng được. Mic có dây thì nhiều anh em có khi còn thích chơi cả mic có dây hơn. Thì hay hay không, một là do mic, cái yếu tố thứ hai là do dây dẫn. Dây dẫn nó cũng rất là quan trọng. Đấy, cái dây dẫn nó phải là cái dây tốt. Đấy, dây của Hitachi luôn anh em nhé, loại đồng mạ bạc, truyền tải tín hiệu cực kỳ tốt, chống nhiễu tốt, chống ù dè tốt. Đấy, để mà nói thì hát hay như ca sĩ thì quan trọng nhất là cái dây. Anh em muốn hát nó chống nhiễu tốt, đúng không ạ, nó chống ù xì dè tốt thì cái dây rất quan trọng. Giá là 350.000 đồng một sợi dài 5 m. Anh em nào cần dài 7 m, 10 m, đúng không ạ, thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với em. Đấy, một đầu cắm vào vang và một đầu cắm vào mic.
Đấy, giá chỉ có 350.000 đồng một sợi như thế này. Được chưa? Rồi, tiếp theo là dây cuối cùng là dây Monter của Mỹ, giá 230.000 đồng. Đấy, dây này thì chống nhiễu, chống ù, chống rè cũng rất là tốt. Nhưng mà cái bản này thì nó sẽ lên được cho anh em cái giải bát. Anh em nhé, riêng dây Monter này. Dây Monter này thì hiếm, hiếm như có những cái sợi dây Mỹ nào mà giá lại dành về rẻ như này. Đấy, rất là hiếm. Anh em theo dõi em thì anh em biết rồi, dây Mỹ bên em toàn trên dưới 1 triệu. Hiếm khi có những cái bản rẻ như này. Để nói thì khai thác nhiều lúc kiếm mãi cho anh em mới được những bộ dây Mỹ nó rẻ như này mà chất lượng lại tốt. Đấy, thỉnh thoảng bên em mới về được thôi, không phải lúc nào cũng về được anh em nhé. Giá 230 cho một cặp như này, dây Mỹ đầu dắt Kimber, được chưa? Dây cực kỳ mềm, dây cực kỳ mềm luôn. Đấy, thì anh em và các bác nào quan tâm đến bản nào, như anh em quan tâm bản Monter này hay là bản Hitachi bản mini. Đấy, giá 190 này. Dây Hitachi bản bản xám này, giá 250 này, 220 này. Hay là bản Subiel giá 300, 350. Hay là dây mic, dây súp thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với em. Hay là những bộ dây 6 ly, 6 ly vuông, 6 ly thẳng này. Đấy, thì anh em cứ chụp ảnh lại màn hình, gửi trực tiếp qua Zalo cho em nhé. Số điện thoại thì em có ghi ở ngay trên màn hình rồi đấy. Đấy, anh em có câu hỏi hay là có thắc mắc gì cứ liên hệ trực tiếp với em nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em và các bác đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh em và các bác trong các video tiếp theo.